Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Tập Cận Bình cho rút tàu Hải Dương 8 ra khỏi vùng bãi tư chính vì Nguyễn Phú Trọng đã biết điều không đi Mỹ trong thời gian tới. Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc vào ngày 24 tháng 10 đã rời khỏi vùng biển Việt Nam sau hơn 3 tháng tiến hành thăm dò tại đó. Reuters loan tin dẫn dữ liệu hàng hải về việc tàu khảo sát Hải Dương 8 rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Bản tin của Reuters phát đi từ Hà Nội nêu rõ tàu Hải Dương 8 rút đi với sự hộ tống của ít nhất 2 tàu khác. Hoạt động khảo sát của tàu Hải Dương 8 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ hồi đầu tháng 7 gây nên những căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Việt Nam ít nhất có 4 lần lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút tàu khảo sát và những tàu hộ tống đi vì vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Ngược lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại cho tàu của họ đang hoạt động trong vùng biển của Hoa Lô. Sau khi nhóm tàu Trung Quốc rút đi vào ngày 24 tháng 10, Reuters có gửi điện thư cho Bộ Ngoại giao Việt Nam hỏi về bình luận của Hà Nội đối với sự kiện đó. Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa nhận được hồi đáp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 24 tháng 10 lên tiếng tại cuộc họp báo thường nhật tại Bắc Kinh rằng hoạt động khảo sát tàu Hải Dương 8 này đã hoàn tất. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng xác nhận lại công tác khảo sát của tàu Hải Dương 8 bắt đầu từ tháng 7 năm 2019. Vào ngày 23 tháng 10, Thông tấn xã Việt Nam dẫn kêu gọi của Phó Chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương Trung Quốc đưa ra trong tuần này với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch về việc đối thoại giữa hai phía nhằm giải quyết tình hình phức tạp trong khu vực cũng như toàn cầu. Cũng theo Thông tấn xã Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho rằng nỗ lực chung của các quốc gia có thể giúp vượt qua những thách thức an ninh chung. Vì sao Trung Quốc lại rút tàu Hải Dương 8 về nước vào ngày 24 tháng 10 năm 2019? Phải chăng Bắc Kinh đã mệt mỏi trong chiến dịch mang tên bãi tư chính, một phần do phản ứng của Mỹ và Liên minh châu Âu, hay động thái này chỉ thuần túy là nghỉ giải lao giữa hiệp và nhằm chuẩn bị cho một giai đoạn gây hấn mới? Tàu Hải Dương 8 và nhóm tàu hậu vệ cho tàu này đã từng khiến cho giới chủ mưu Cộng sản Việt Nam mừng hụt khi rời khỏi bãi tư chính vào tháng 8 năm 2019, nhưng không phải một đi không trở lại mà chỉ đơn giản là quay về đảo chữ thập để tiết liệu và nghỉ ngơi. Sau đó Hải Dương 8 đã quay trở lại bãi tư chính và còn tỏ ra nguy hiểm hơn xưa, không chỉ quần thảo ở khu vực này mà còn phô diễn một loạt đường đàn áo dọc theo vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, kè sát vùng biển Bình Thuận, Phan Giang, Khánh Hòa, Phú Yên với cự ly cách đất liền Việt Nam có lúc thu ngắn chỉ còn khoảng 100 đến 110 km. Trong suốt hải trình đầy đọa ấy, hệ thống tuyên giáo và báo đảng Việt Nam im bặt trong nỗi khiếp sợ khôn tả. Còn Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng của ông ta không một lần thốt nổi cái tên bãi tư chính hay lên án Trung Quốc. Đã rõ là Tập Cận Bình và giới lãnh đạo đảng anh không hề muốn buông tha đàn em một cách êm ái mà sẽ phải là một kiểu sống không ra sống, chết không ra chết. Một khi Bắc Kinh đã có thừa thời gian để cho tàu Hải Dương 8 và các tàu hải giám hành hạ tinh thần lẫn thể xác của giới chốc bu đảng em Cộng sản Việt Nam đến 3 tháng rưỡi trời, lâu hơn hẳn với thời gian hơn 2 tháng mà giàn khoan Hải Dương 981 ngự trị ở Biển Đông ngay trước mũi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2014. Chẳng có lý do đặc biệt gì để Trung Quốc không tiếp tục chiến dịch gây hấn ở bãi tư chính và còn có thể ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong những tháng tới. Việc Trung Quốc tự rút tàu Hải Dương 8 khỏi bãi tư chính và quay trở lại Trung Quốc vào ngày 24 tháng 10 cũng bởi thế chẳng có gì đáng tự hào và tự tin cho chính sách đấu tranh khôn khéo và vờn tàu của Việt Nam. Thậm chí ngược lại, 3 tháng rưỡi là thời gian quá đủ để chứng minh một Việt Nam cô độc tận cùng trên trường quốc tế bởi lối hành xử đu dây ngả ngớn, chính sách 3-0 gậy ông đập lưng ông và thói hèn với giặc ác với dân, trong khi lại cho thấy Bắc Kinh đã đạt được thành công bước đầu khi dần biến bãi tư chính từ vùng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam trở thành khu vực tranh chấp, trước khi nhốt thẳng cánh vùng biển dồi dào dầu khí này vào vùng chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc.
Đáng chú ý, vụ rút Hải Dương 8 lại trùng với thời điểm Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh. Trong phát biểu, Lịch đã chẳng một lần dám đề cập đến vụ khủng hoảng bãi tư chính mà chỉ nói chung chung về căng thẳng Biển Đông, nhưng lại được các dư luận Việt Nam tung hô là thái độ dũng cảm. Việc đích thân Ngô Xuân Lịch chứ không phải là một cấp thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh phải chăng nhằm thỏa mãn yêu sách triệu tập chư hầu của Tập Cận Bình, và do đó Trung Quốc đáp lại bằng hành động tạm rút Hải Dương 8 về nước? Hay phải chăng sau một thời gian cố gắng triệu tập Nguyễn Phú Trọng nhưng không được, thay vào đó là những chuyến đi Trung Quốc thay thế của Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Bắc Kinh đành tạm hài lòng với sự có mặt bổ sung của Ngô Xuân Lịch? Hoặc, và trường hợp này có thể là tệ nhất, giới văn rốt võ rát Việt Nam đã thông qua Ngô Xuân Lịch hay qua kênh ngoại giao để nhượng bộ trước một số yêu sách nào đó của Bắc Kinh, đó là những yêu sách gì? Một chi tiết khác đáng chú ý là tàu Hải Dương 8 rút về Trung Quốc chỉ ít ngày sau khi Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên thú nhận cũng là đang là bệnh nhân một trong cuộc tiếp xúc cử tri và ở Hà Nội vào trung tuần tháng 10 năm 2019. Trong mắt rất nhiều người, đó là thông điệp gián tiếp về việc ông ta không có khả năng đi Mỹ theo kế hoạch đã hẹn với Donald Trump. Mà tất nhiên việc Trọng ngồi một chỗ sẽ làm cho Trung Quốc hài lòng hơn cả, bởi một trong những mục đích chính của tàu Hải Dương 8 gây hấn ở bãi tư chính là nhằm buộc đảng em không rơi vào vòng tay của Hoa Kỳ, không có đối tác chiến lược với Hoa Kỳ và cũng không tham gia vào liên minh quân sự Mỹ, Nhật, Ấn, Úc. Nếu giả thiết trên là đúng, chiến dịch mang tên Hải Dương 8 đã tạm kết thúc, mà về thực chất là hoàn thành thắng lợi giai đoạn đầu buộc Nguyễn Phú Trọng phải từ bỏ giấc mơ đi Mỹ. Tuy nhiên, cơ chế nghỉ giải lao của chiến dịch trên chỉ là tạm thời, trong khi chẳng có gì chắc chắn là Hải Dương 8 là hình ảnh cuối cùng của Bắc Kinh ở Biển Đông và bãi tư chính trong năm 2019 và năm 2020. Giờ đây, bất cứ một phương án đi Mỹ của một nhân vật nào khác được Nguyễn Phú Trọng ủy quyền cũng rất dễ bị Trung Quốc nổ súng để tiếp tục cuộc hành trình trừng phạt Hải Dương 8, hoặc một tàu khác hay cả giàn khoan khổng lồ như Đông Phong hay Hải Dương 982 vào Biển Đông và lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cũng bởi sau sức ép đối với chuyện đi Mỹ của giới chống đối Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc vẫn còn có một tham vọng ghê gớm khác bắt Việt Nam phải cùng hợp tác khai thác dầu khí với Trung Quốc, mà thực chất là kế hoạch xông vào nhà người khác ăn cướp. Trong tình cảnh dầu khí là nguồn tài nguyên thiên nhiên cuối cùng với trữ lượng còn lại chỉ còn tối đa đến năm 2025, mang lại ngoại tệ nuôi đảng, yêu sách chia bôi tài sản của Trung Cộng đang đẩy kẻ cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa cộng sản vào chân tường và không lối thoát. Sau cơn ác mộng mang tên Hải Dương 8, chính thể độc tài, đảng trị Cộng sản Việt Nam bị xem là hèn với giặc, ác với dân sẽ còn phải mất ngủ và đau tim trong những năm tháng tới đây. Một tờ báo thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam đã sử dụng hình ảnh có gạch chéo đỏ hay gạch mặt khi minh họa và đưa tin tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc rút khỏi vùng biển đối đầu với Việt Nam trong suốt 3 tháng hè thu năm 2019. Hôm 25 tháng 10, tờ báo mạng Thế Giới và Việt Nam, cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, chạy tựa đề trên đầu trang này với một tin cho hay tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc cùng với tàu hộ tống đã rời khỏi vùng biển Việt Nam với hình ảnh chiếc tàu quấy nhiễu vùng biển mà Việt Nam nói là thuộc chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế EEZ bị gạch chéo ở chính giữa hình chụp. Dẫn nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam, báo này cho hay từ ngày 4 tháng 7 đến 24 tháng 10, với tổng số 113 ngày, Hải Dương 8 đã tiến hành 4 đợt khảo sát trái phép xâm phạm vùng chủ quyền, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ ngày 4 tháng 7 đến 7 tháng 8, lần thứ 2 1 tháng 8 đến 2 tháng 9, lần thứ 3 7 tháng đến ngày 23 tháng 9 ngày, và lần thứ 4 là từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 24 tháng 10. Phán quyết của tòa trọng tài vụ kiện Philippines Trung Quốc tháng 7 năm 2016 đã bác bỏ hoàn toàn yêu sách đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc. Trung Quốc không những không công nhận tuân thủ phán quyết mà còn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối với vùng biển trong phạm vi đường lưỡi bò. Hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam của nhóm tàu Hải Dương 8 là một thí dụ.
đồng thời với một hoạt động gây rối khác trong vùng biển Philippines, Malaysia. Mặc dù nhóm tàu Hải Dương 8 đã rời khỏi vùng biển Việt Nam, nhưng tình hình trên biển sắp tới sẽ còn tiếp tục diễn biến khó lường. Hơn lúc nào hết, Việt Nam cần phải hết sức tỉnh táo và khôn khéo để bảo vệ những vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời phải giữ môi trường hòa bình ổn định phục vụ phát triển. Hai khả năng và ba trường hợp. Hôm 24 tháng 10, một nhà nghiên cứu Biển Đông thành viên Ban nghiên cứu luật biển và hải đảo thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói với BBC News tiếng Việt ngay trước bàn tròn thứ 5 bình luận về diễn biến Trung Quốc rút tàu này ra khỏi vùng biển bãi tư chính. Cái này đã được dự đoán từ trước đây một vài ngày, tất nhiên là nó chưa chắc chắn, tức là sau khi giàn khoan của Nhật Hakuzu 5 đã rút về sau khi hoàn thành xong việc, nhà nghiên cứu Hoàng Việt nói và giải thích thêm. Tức là phía Việt Nam cho rằng cái giàn khoan đó của Việt Nam đã hoàn thành công việc ở đó ở lô 06.01, thì phía Trung Quốc cũng đã giảm bớt nhiệt độ căng thẳng và sau đó hai tàu hải cảnh ở lô 06.01 đã rút. Và thông tin đến hôm nay chúng ta đã biết là đã có thông tin là tàu Hải Dương 8 đã rút ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhà nghiên cứu Biển Đông này cho rằng có hai khả năng xảy ra sau khi Trung Quốc rút tàu thăm dò địa chất và đổi tàu tháp tùng hộ vệ. Cho đến bây giờ chúng ta chưa chắc chắn vấn đề gì, nhưng có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là Trung Quốc sẽ rút hẳn và căng thẳng trên Biển Đông sẽ giảm nhiệt đi. Khả năng thứ hai là Trung Quốc tạm rút sẽ quay trở lại như Trung Quốc đã làm trong mấy đợt trước. Nhưng cá nhân tôi tin rằng có một thông tin được biết rằng là khả năng Trung Quốc sẽ rút hẳn nhiều hơn, bởi vì một số mục tiêu của Trung Quốc đã đạt được. Khi được hỏi trong trường hợp Trung Quốc điều tàu Hải Dương địa chất 8 hoặc tàu khác quay trở lại hay đưa giàn khoan vào khu vực mới rút và tiến hành khoan khai thác, thì Việt Nam có phản ứng phó ra sao, ông Hoàng Việt nói. Trường hợp Trung Quốc chỉ đặt một cái gì đó vào khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam để đuổi Trung Quốc ra là một điều vô cùng khó khăn, cho nên chính sách Việt Nam sẽ phải là, thứ nhất, không được cho Trung Quốc làm điều đó. Và vì vậy Việt Nam cũng sẽ tương tự, thứ nhất là Việt Nam sẽ phải sử dụng các lực lượng trên thực địa ngăn không cho Trung Quốc không được đặt một thứ gì đó ở trong khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, ví dụ như đặt giàn khoan hoặc là đặt khoan. Và thứ hai, Việt Nam cũng sẽ tiếp tục kêu gọi, và có lẽ Việt Nam sẽ làm mạnh hơn giống như đợt năm 2014 và kêu gọi mạnh mẽ cộng đồng quốc tế, cũng như là mời gọi các phóng viên của quốc tế tới để đưa tin. Thứ ba, Việt Nam có thể sử dụng vũ khí mạnh cuối cùng mà Việt Nam chưa sử dụng trong biện pháp hòa bình, đó là khởi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Và tôi nghĩ nó cũng lặp lại trường hợp của năm 2014. Lúc đó Việt Nam đã chuẩn bị tất cả các phương án khởi kiện. Lúc đó thì Trung Quốc rút giàn khoan, cho nên Việt Nam đã ngưng việc khởi kiện Trung Quốc lại. Bình luận tại bàn tròn thứ 5 hôm 24 tháng 10 về diễn biến rút giàn khoan của Trung Quốc, sau khi nghe ý kiến của các nhà nghiên cứu Hoàng Việt, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà phân tích chính trị và an ninh ở khu vực, nói với BBC: Trung Quốc rút như thế là tạm thôi, tính mục tiêu họ đã đặt ra, yêu cầu lớn của họ đặt ra cho Việt Nam hồi tháng 5, đầu tháng 6, 2019 là phải dừng lại và rút toàn bộ tất cả các khai thác đang có của tất cả các nước mà không nằm trong khu vực này ra ngoài. Chứ không phải chỉ riêng chuyện có giàn khoan của Nhật mà liên danh giữa Rosneft và PVN thuê vào khoan, không phải chỉ như thế. Nhưng bây giờ giàn khoan đấy đã hoàn thành nhiệm vụ và khoan rồi thì Trung Quốc rút tạm ra như thế thôi. Còn yêu cầu lớn nhất của họ không phải là ở chỗ giàn khoan Nhật đó, mà là yêu cầu mà tôi vừa nói. Cho nên tình hình sắp tới khả năng lớn xảy ra, một là bởi vì họ tuyên bố mới đây vài tiếng là họ đã khảo sát xong, thì khả năng lớn hơn nữa là có thể họ kéo giàn khoan vào, họ khoan trên chính khu vực họ đã thăm dò. Vấn đề đặt ra là gì? Yêu sách của họ rất lớn, tức là họ yêu sách Việt Nam phải chấm dứt tất cả các việc khoan khai thác dầu khí của tất cả các đối tác, không phải là ở trong khu vực này, chứ không phải riêng chuyện giàn khoan Nhật. Nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IS
IAS Singapore đã và là thành viên nghiên cứu Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS nêu nhận định. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 24 tháng 10 cho hay nước này chính thức tuyên bố rút tàu thăm dò hải dương địa chất 8 ra khỏi khu vực mà Việt Nam khẳng định chủ quyền và là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Dữ liệu theo dõi cho thấy con tàu đã rời khỏi khu vực và hướng về Trung Quốc vào sáng cùng ngày với ít nhất 2 tàu hộ tống. Phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh của bộ này nói, theo kế hoạch của Trung Quốc, tàu hải dương địa chất 8 đã bắt đầu cuộc khảo sát khoa học tại vùng biển do Trung Quốc kiểm soát ở Việt Nam, ở vùng Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, vào đầu tháng 7, theo như chúng tôi, tức là Trung Quốc, được biết. Công việc đã hoàn tất, người phát ngôn này nói. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.